Được xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu được xin được chúc sức khỏe tới tất cả các bác và khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là đi lên trên nhà của ba ông cháu. Và đồng thời thì hôm nay cháu được cũng có đem lên khá là nhiều những cái phần quà, mà thứ nhất thì là gồm có hai chị Nguyệt Thúy này, và thứ hai thì có một cái thùng quà, thùng xốp. Hiện tại xốp ở đây có bác này, cháu được chưa có nhìn thấy tên. Đấy thì một tí nữa khi mà cháu được đi xuống ấy, thì cháu được sẽ nói cụ thể về cái những cái phần quà mà các bác gửi cho hai anh em, gửi cho ba ông cháu của bác nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu được cũng gọi em Sử là lên trên này là hộ cháu được là lấy một chút đồ xuống rồi. Em Sử thì hiện tại là cũng lên đến nơi rồi cô bác ạ. Sương mù nhiều lắm ấy Sử nhờ. Rồi anh chào Sử nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ngày hôm nay thì ở nhà làm gì? Ở nhà đi làm. Đi làm kia à? Thế thì bây giờ Sử hộ anh bỏ mấy cái này, đồ này xuống nhà em tí nhá. Nước nhà Sử thì đã phát chưa ở ruộng ấy? Hả? Ruộng nhà Sử đã phát xong hết chưa? Chưa ạ. Vẫn chưa phát à? Vâng. Thế là đợi thời tiết nắng lên thì mới phát đúng không? Vậy. Sử thì cầm được đấy đi không? Đây, để cho anh cầm một thứ đây. Em bỏ vào tay anh. Đấy. Để cầm cái đấy đi nhá. Không biết là thời tiết ngày hôm nay ở dưới chỗ của các bác thì như thế nào, nhưng mà thời tiết ở trên chỗ mà cháu Lực đang ở hiện tại thì thời tiết vẫn còn khá là se lạnh cô bác ạ. Và kèm theo đó thì cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều sương mù, hầu như là chỉ nhìn được độ tầm 10 mét là đổ xuống thôi. Xem dự báo thời tiết thì cũng nói rằng là nắng độ lạnh độ tầm 1 tuần nữa, sang tuần sau thì trời mới nắng được. Em Hải thì đi học rồi nhỉ? Vâng. Mày hôm nay lên thì cũng... Úi, cẩn thận nhá. Mày hôm nay lên thì cũng chưa có bắt gặp và em Hải có bác ạ. Em Hải thì đang đi học. Ở dưới trọ áo Lực thì ban ngày thì vẫn bắt gặp em Hải. Thời tiết mà cứ mưa như này thì cũng không có đi đâu làm được cái gì cả, chỉ quanh quanh là ở nhà thôi. Mở được cửa không? Được à? Đấy, bây giờ thì hai anh em sẽ phải là bóc đá của bác ạ. Có khá là nhiều cái phần quà ở đây thì ba cái món này là 1, 2, 3 là của hai chị Nguyệt Thúy, còn ở phần món dưới này là của bác Lương Mai Nhung, bác là ở bên Lào Cai. Đấy, phần quà là của bác ở bên Lào Cai. Thế thì bây giờ thì sẽ cùng em Sử là hai anh em xem là lắp luôn cô bác ạ. Giờ Sử thì mở cái phần quà của bác Mai Nhung ra trước nhé, xem là trong cái gì. Còn cái này thì là cái chổi để mà mình lau, còn cái này là cái giá đựng giày, còn là cái này thì là cái kệ để mà mình để vào bát đấy cô bác ạ. Hai chị Nguyệt Thúy thì có gửi cho Lực và cho Lực mua theo những cái món đồ mà hai chị Nguyệt Thúy dặn dò cho cháu Lực. Đây, em mở cái thùng xốp trước đi. Thùng xốp ấy, cái thùng xốp ấy. Cái trắng trắng, cái thùng to là thùng xốp. Xem ở bên trong là cái gì. Phải lấy dao ấy, dao thì mới mở được băng dính ra.
Không, anh không có dao, em lấy dao đi. Dao trong nhà em có không? Đấy, thời tiết ở trên vùng cao thì nếu mà lạnh, cô bác ạ, đi lại thì cũng rất là khó khăn. Bà con thì cũng làm nương làm ruộng thì cũng làm khá là cũng khá là khó nữa. Nhưng mà thời tiết mà vào mùa lạnh thì là cực kỳ mà khó khăn với lại bà con luôn. Thật sự thì mở ra xem là cái phần quà đấy là phần quà gì. Phần quà này là gửi cho ba ông cháu. Cô bác ạ, đây, gửi cho bao chục quà. Bên trong có mấy thùng xốp đấy, ôi ôi, có vẻ như là bác bọc và rất là kỹ đấy cô bác ạ. Có lẽ là, ôi còn một cái nữa. Đấy, nhấc lên, cái thùng xốp này thì mình có thể tận dụng lại làm được cái khác nhá, đừng để vứt nó đi. Đấy, tiếp tục là mở thêm cái đấy nữa. Thì hình như là bác gửi cho Đực nói là thịt cốc, những cốc thủy tinh sao các bác. Cái gì đấy? Quần áo sao nhỉ? Nhìn ở ngoài thì có vẻ như là có một chút ra quần áo này. Đấy, bác thì bọc gửi rất là kỹ đấy cô bác này, gửi hai cái thùng xốp, sợ rằng là nó bị dính nước hay là bị như thế nào đấy. Một cái bộ áo mưa, đấy là áo mưa đúng không? Cái áo này thì đúng là đấy, đúng áo mưa lúc mà em đi phát cỏ ấy sửa mặc cái áo này được. Một cái bàn học, một cái bàn để mà mình học cho em Hải học ấy, cho hai anh em học luôn. Đây. Này thì sẽ cắm điện nó sẽ sáng luôn thôi. Đấy là cái gì nữa? Ây à. Mở ra xem là cái gì. Cái kia là như là áo mưa sao ấy. Đây, bác thì gói quà rất là đẹp mắt luôn này cô bác này. Đây, phần quà này là của bác là Mai Nhung. Trong là cốc rồi, cốc thủy tinh đúng không? Rồi, đẹp đấy nha. Cốc này là cốc thủy tinh để mình được uống nước ấy, để lên trên bàn nhá. Là gồm có 6 cái đấy. Em để lên trên bàn nhá để mà mình uống nước. Anh uống bao nhiêu cái thì em để vào vậy, để vào bao nhiêu cái. Ôi, nó không được đâu, nó không chồng lên nhau được đâu cái đấy. Thôi, bỏ vào đây 2-3 cái đây, để lúc nào mà mình uống nước ấy. Tiếp theo đó là phần quà của hai chị là Nguyệt Ký đấy. Thử xem đây là cái gì. Đấy là cũng là áo đúng không? Đây, áo này thì áo trùm để mà mình lúc mà đi cắt cỏ hay là mình đi phát cỏ như là nọ ấy. Phần quà vừa rồi là phần quà của bác Lương Mai Nhung, là bác ở bên Lào Cai nhá. Sử có biết Lào Cai không? Không biết Lào Cai à? Lào Cai thì cũng là giáp với lại chú mình thôi. Đấy, nó không có xa mấy. Đấy, xin thay mặt là em Sử với lại ba ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bác Nương Mai Nhung. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe.
và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều. Thật sự bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới bác Lương Mai Nhung nhé. Em là người em là gọi bằng bà thôi. Vâng, cảm ơn bà đã gửi quà cho con. Con cảm ơn bà đã gửi quà cho con. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Có vẻ là ngày hôm nay khá lạnh hơn nhiều nhỉ. Đây còn ba cái phần quà này là phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy. Hai chị thì có xem ở bên cái trang mà bên Việt Nam người ta bán đồ với cô bác và có gửi ảnh cho Lực để mà cho Lực mua mua theo những cái món đồ mà hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho Lực. Thì hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực là tổng tất cả là 12.076.000 và trong đó thì mua là 4 cân lạp xưởng là 2.800.000 và hôm làm tất niên là 3.250.000 cho Lực tổ chức tất niên cho các em ấy. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của hai chị Nguyệt Thúy rồi và 5.174.000 thì là hai chị Nguyệt Thúy là giúp cho Lực bù vào cái khoản mà âm làm điện của nhà ba ông cháu và tổng số tiền mà còn là dư thì là 894.000. 894.000 thì là chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực là mua những cái kệ đựng giày này, cái kệ mà mình để vào bát này và cái bàn và cái chổi mà mình lau dọn nhà vệ sinh nữa. Và hôm nay thì chúng được mua lên là cái này là đi 122.000. 122 cộng với lại cái này là 118.000. 118 cộng với lại này là bao nhiêu nào? Này là 93.000. 93 bằng là cháu được mua hết là 333.000. Thì bây giờ còn là bây giờ còn dư là 561.000. 561.000 thì chị vừa thí là bảo đối lực là vẫn mua thêm đồ. Đấy, nhưng mà hôm nay thì đồ người ta là chưa có gửi lên đến hết. Cháu được chỉ nhận được 3 món thôi. Cháu được là lấy 3 món lên trên nhà của ba ông cháu luôn. Những phần này thì chắc là bây giờ anh em mình phải lắp ghép đấy. Nhá. Thì là lấy dao, chỉ lấy dao gạch ấy ra đi. Đấy, anh em mình lắp ghép một chút đã. Đấy, trước khi đi vào lắp thì cho cháu được xin được một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy. Chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì hai chị Nguyệt Thúy cũng có đồng hành với cháu Lực rất là nhiều và những cái chương trình và rất là nhiều những cái lần mà cháu Lực đi tới những cái hoàn cảnh nào thì cũng đều có sự có mặt của hai chị Nguyệt Thúy cả. Cái này là cái để mà được giày xét này, cần một cái nước cái lắp lên. Thì ra cho anh mượn nào. Anh em mỗi người mở một cái thôi. Mở một cái để lắp nhanh. Này thì làm bằng inox của bác ạ. Đấy, cái này thì sử để lên trên kia xong mà để dao vào đây nhá. Dao một cái đi vào đây này. Chỉnh dao vào đây nhé. Như đây thì múa để là múa này, xong rồi cái góc này khi mà mình rửa thì mình úp vào nhé. Mình để trên cái góc mà chỗ mà các em rửa bát kia nhé. Đấy thì là để như này nhé. Đấy còn cái này là cái chổi mà để coi làm sinh này. Ở đây thì có được mua là cái này là 4 cái luôn các bác ạ. Đấy, bây giờ thì lấy ra một cái thôi nhá. Anh mỗi một cái thôi để mà anh chỉ có sự lắp, chỉ có sự là lắp, chỉ lắp ghép thì sau mà sử là trực tiếp lắp luôn nhá.
chỗ này thì là mình sẽ để cọ nhà vệ sinh nhá. Cho nó là sao mà đẩy nó vừa cái khớp này được đấy, cái này là được nhá, đấy, cái này là được. Xong rồi vặn cái này nó chặt vào, nó xoáy vào là mình cọ nhà vệ sinh nhá cái này ấy. Đó, cái này tí nữa thì nhập. Thằng nào xoáy mái không vào. Đấy, cọ cái này nhá, cái này cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cái chổi này rất là cứng. Đấy, còn lắp một cái thôi. Còn là ba cái này mình khi làm mà cái này hỏng ấy thì là mình lắp mình cái này nhá. Đấy. Cái nào mà nó cứng cứng ấy thì mình dùng cái này để mà cọ nhá. Còn là tiếp theo thì bây giờ là mình lắp cái giá dày đó. Giá dày thì chắc là lắp khá là lâu các bác ạ. Vừa lắp lại vừa ngâm cứu một chút thì mới lắp được cái này. Đấy, cái này là được một chân rồi. Ông thì đang hôm nay ông đi đâu rồi? Ở nhà. Ông đang ở nhà dưới đi xem lợn à? Cái giá mà để mà đựng giày treo khăn mọi cái nhá.
Tao mình để dây như thế thôi. Bây giờ tiếp tục là thứ hai thì mình sẽ làm tròng tròng đi. Sử kiếm mấy cái này gắn 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 xuống nhanh. Gắn xuống mà làm xong cái nào thì mình lại gắn cái này vào. Đó là từ từ nó gắn gắn cái thanh nhiệt đây đó. Phải gắn cái thanh nhiệt đấy đó, sử dụng đây đây. Cho cái thanh thật to này. Chắc là cầm hai đầu đi.
sau cái thời gian thì hai anh em đã lắp gần hoàn thiện xong cái giá mà để dày rồi các bác ạ. Bây giờ thì tiếp tục là mình cái tay đây. Đấy, bây giờ là mình hoàn thiện xong cái giá này rồi nhỉ? Đấy, bên kia có thêm cây nữa, sau đó có thêm cây đúng không? Cái này lại cái gắn như vừa rồi đấy, cái gắn hết thanh rồi. Cái giá dày thì cũng rất là nhẹ đâu các bác ạ, nó không có nặng là bao nhiêu cả. Thì bây giờ đây gắn 5 cái, một cái thì gắn bên trên nữa, một cái là 4. Đấy, bây giờ thì hai anh em đã lắp hoàn thiện xong một cái giá dày được quá. Hôm nay thì những cái phần quà nào mà các bác gửi cho thì Chọn Đức cũng đều là đem tới và lắp xong một cái cho em xử rồi. Cái này thì em sẽ để đâu? Không biết đâu. Không biết á? Em để hay là để ở bên ngoài, cái này để mình đựng giày mà. Giày thì em hay để đâu giày ấy? Giày em hay để đâu? Cái này thì vừa để giày này mình vừa treo được quần áo nhá. Cái này thì chắc là mình để ngoài thôi, mình không có để được trong nhà. Tại vì là trong nhà thì hầu như là không có chỗ nào để mà thích hợp nữa. Đấy, không để ra hướng bên này, lúc nào mà mình có giày ấy thì mình sẽ đặt vào đây nhá. Không thì cái này ở trong phòng em có chỗ để không? Trong phòng ấy, thế mà để trong phòng thì cũng được. Sợ rằng là để đây là xương nó về nó bẩn hết giày của mình, nó làm ướt giày của mình nhé. Em cứ đem đi vào phòng đi.
đem vào phòng xong là để mà giày để trong nhá. Xong là mình về mình dọn dẹp lại cái chỗ nhà cửa một chút. Thôi hai anh em là khi mà có giày ấy, thì là hai anh em cùng nhau là để đấy nhá. Còn bên đây có hai thêm ba cái chổi này, ba cái chổi này thì là mình cất đi để lúc nào mà mình dùng tới. Mấy cái thùng xốp này thì mình cũng cất đi, sau này mình có thể là để được cái gì nữa. Xốp này. Ở đây thì bác là gửi, các em là gửi cóc lên ấy, thành ra là sợ là nó bị vỡ ấy, phải bọc hai cái thùng xốp của bác à. Những cái cây này thì có bị cây nào chết không? Anh em mình đi xem một vòng xem nào nhỉ. À, cho được nhìn thấy là cô bác ạ, đây này. Cây này thì cũng được là bác chiêm hôm nọ là tận nơi là ra giúp em sửa trồng ấy, nhìn thấy là có lá lên hết rồi, có cả hoa nữa. Ôi may là gà nó không bới ở góc nhỉ. Mấy cây bên kia thì có bị sao không? Cây nào cây nấy cũng phát triển rất là tốt nhỉ. Vậy anh em mình đi một vòng xem là có cây nào bị làm sao không. Nay thì thả trâu thì đừng để cho nó ra đây nhá, nó bẻ chết đấy, nó là gãy luôn đấy, nó chết luôn đấy. Ui cây này phát triển mạnh chưa nhỉ, cây này lên rất là nhiều lá, độ tầm 2 năm nữa thì có thể là sử ở trên này là có một cái vườn vườn mận ở đấy nhỉ. Mận em nọ mình trồng ở đấy là mấy gốc nhỉ, mười mấy gốc nhỉ, 15 gốc đúng không? Còn cây lê ở dưới nhà thì có cây nào mà bị chết không? Không đấy. Không à, cây lê thì chắc là nó phát triển sẽ chậm hơn một chút cô bác ạ. Đấy có lẽ là lên và cập nhật và trao những cái phần quà của các bác. Đấy, ở đây thì cháu Lực vẫn khi nào mà cháu Lực nhận được cái phần quà của các bác ấy, thì cháu Lực vẫn đem lên trên gia đình của ba ông cháu, và đồng thời thì cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại cho các bác cùng biết. Chứ không phải là khi mà kết thúc cái phần tài chính hoàn thiện xong ngôi nhà của bao cháu rồi thì cháu Lực sẽ không có lên nữa. Cháu Lực lên nhưng mà cháu Lực sẽ lên ít hơn chứ không thể lên nhiều như đợt mà đang làm nhà nữa cô bác ạ. Đấy có lẽ là cháu Lực cũng sẽ phải đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khác cho tất cả các bác cùng biết về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh nào mà còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác ạ. Tại còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.